cuốn nhưng mà cũng chẳng phải cuốn nữa, cũng cái này nhìn thấy ngon có hấp dẫn đó cả nhà, nhìn thấy đơn giản mà ngon không? Cuốn này thì cũng hai mẹ con cuốn tầm khoảng. Giờ là Yến đi luộc thịt nha cả nhà. Hôm nay Yến sẽ làm một món rất là bất ngờ ha. Và sau đó là sẽ đổ trứng vào mình chiên trứng ha. Nói các công đoạn nó dễ vậy chứ làm cũng lâu lắm cả nhà. Và đây là rau cải cây nhé. Mình sẽ trần sơ qua nước sôi và cả nhà nhớ bỏ qua cái nước đá cho nó xanh rau nhé. Và sắp theo là hành lá mình cũng đem đi trụng sơ thôi nhé. Và trứng chiên xong để nguội thì mình sẽ cắt ra nè. Và chả lụa ở quê Yến thì gọi chả lụa ha, ở nơi khác thì gọi chả giò đó. Và dưa leo mình cũng cắt khúc ra luôn ha. Và cái này là thịt lúc nãy Yến luộc xong, giờ nó nguội rồi, giờ mình sẽ đem đi cắt nó dài dài vậy nha. Và giờ mình sẽ làm nước mắm cho tỏi này, đường này, ớt này, rồi giã nhỏ ra nha. Sau đó thì mình sẽ vắt chanh vào cho nước mắm vào và làm chua chua ngọt ngọt nha cả nhà. Giờ Yến sẽ đi quấn ha. À, cho vào đây một miếng thịt này, một miếng chả giò này, một miếng trứng này và một lát dưa leo này, rồi mình sẽ cuốn đều lại ha. Cả nhà lưu ý là chả giò này, dưa leo này, trứng này, thịt này, cả nhà nhớ cắt cho nó dài dài ra thì nó dễ cuốn hơn ha. Sau đó thì mình lấy cọng hành lúc nãy mình nhúng, mình cột lại, cột hai lát cho nó chặt nha cả nhà, chứ không lát nữa nó rớt ra nó mất đẹp á. Như vậy là đã xong một cuốn rồi đó nha. Và Yến hôm nay Yến cuốn cái cải cây và thêm một ít lá xà lách nữa nha. Xà lách thì cả nhà cuốn nửa lá thôi và mình gấp các góc lại cho nó gọn như thế này ha. Sau đó thì mình cũng bỏ thịt và cuốn giống như cuốn chung với cải cây vậy đó. Thì cái này là hồi tối Yến nằm coi TikTok á, Yến thấy người ta cuốn cho nên hôm nay Yến làm thử, chứ thực ra cũng chưa ăn bao giờ luôn, cũng không biết là nó có ngon hay không nữa. Nhưng mà nghe nói ăn như thế này á, thì nó giúp mình giảm cân được rất là nhiều á nha. Mà nó cũng đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng á. Hôm nay thì Yến với mẹ cùng nhau cuốn, hai mẹ con loay hoay từ lúc nãy giờ là cũng tầm khoảng 2 tiếng đồng hồ mới xong được hết tất cả các món đó ha. Và mình cứ cuốn như thế này cho đến hết luôn đó nha cả nhà. Mẹ và Yến xin chào cả nhà nha. Thực ra là hôm nay cái món này á là Yến coi trên mạng á thôi, chứ thực ra Yến cũng không biết tên gọi của nó là cái gì luôn á. Cuốn nhưng mà cũng chẳng phải cuốn nữa, cũng cho nên từ từ rồi tính sau ha, tên gì thì từ từ mình vừa ăn vừa suy nghĩ ha. Nhưng mà thấy như thế này nhìn thấy ngon có hấp dẫn với cả nhà, nhìn thấy đơn giản mà ngon không? Đó. Cuốn này thì cũng hai mẹ con cuốn tầm khoảng nửa tiếng chứ mấy thầy, nửa tiếng không? Ừ. Giờ Yến mời cả nhà cùng dùng chung với mẹ và Yến nha. Ơi, xin mời cả nhà nhá. À, uống nước không? Cái này là nước ép nha. Đây. Nước ép cải cây. Nước ép này thì là nước ép thơm cà rốt, cần tây, dưa leo. Giờ chấm cái gì? Ở đây thì có nước mắm và cái này là bữa hôm ý làm á. Giờ anh chấm tiếp vô. Rồi. Cầm rau hả? Cái cuốn hai lại, cái này là rau cải cây á, em trần sơ qua nước sôi. Còn cái này là ngoại cầm, cái đó là xà lách, rau sống luôn, xà lách á, đúng không? Được chưa? Đây. Okay. Rồi chấm vô đây luôn. Chấm được mắm rồi. Đây. Wow, hấp dẫn đấy nha. À, mời cả nhà nha. Ngon. Còn tập cấm. Chả lụa thịt heo trứng dưa leo,
Ngon. Hôm nay hai mẹ con chưa ăn vậy không? Ăn vậy mà ngon lắm. Chấm với nước nào thấy nó cũng được hết. Nước nào cũng ngon. Mềm ngon, mặn ngon. Hôm nay mới có em mùi vị của mình lên. Bữa cái rau này nó nhỏ, đẹp không? Sao lại nó lộn xộn? Mà cái ăn trà lách à? Trà lách là không phải đâu. Thì ăn đâu cải cái ăn trà lách. Bánh này là mình ngon, cũng ngon. Quấn còn hàng ngô vậy, cắn nước ra hết. Cái nặng này là người ăn được. Cái còn nóng lắm, ăn những mất. Mình thấy nó nhẹ nhàng, không dầu mỡ gì hết. Do hai người làm, nhưng mà không phải làm liên tục, vừa làm vừa nghỉ. Ngon. Chấm này ngon luôn mà. Cái chấm này ngon. Chấm nào ngon. Chấm mắm nêm. Bây giờ đã thích cái vị nó là sao không? Nói mình nó là sao? Ngon. Ngon cho không biết. Vừa là dưa leo, vừa thịt, vừa thịt. Này nó khó dính tặng. Vị này nó khó dính tặng lắm. Nhiều mùi vị. Nhưng mà thấy nó nồng nhất là cái mùi vị của cái chả. Ai mà không thích thì nghĩ là không có chả cũng được. Thay chả bằng tôm hay là cái gì đó cũng được. Cái chả này nó thấy nó nồng vị. Anh vừa khẩu vị vừa ngon. Cái này ngon. Trời ơi. Được. Mới ăn mấy cá nữa ngon. Hôm nay nó đẹp không ngon. Nguyên ngày hôm nay luôn toàn là rau. Ngày cũng rau, ngày cũng rau. Nó kẹp này mình mua trái cây về mình làm ăn. Ngon ăn nữa hả? Về sẽ sao? Mình lấy nước ép này là nó. Đây nặng với cái ngoài của mình lấy nước ép không? Nó á. Anh này chân hai bác cải là nó.
này dành cho anh kia thì được, nhưng mà nói để cái thiết bị giá thì do cái nghĩ là do em bỏ trả vậy không chắc cái bị trả nó hơi nhầm cái trả luôn. Trả ngon lắm, ngon con thì không thích thịt heo đi trụng này chưa leo ngon. Ngon. Dầu này cũng ngon. Mà dầu này cũng ngon luôn. Cái này thì có cái vị hơi hơi nhấn chút xíu thôi. Hơi nhìn nhận đặng trong này là ngon. Ngon. Hết nước rồi hả? Uống nó, uống sớt quá nha. Thôi rồi, uống nó thôi. Chẳng như mấy ly nước ép à. Hai ly hả? Hai ly là mai ly nước ép đây. Đúng chắc rồi. Vừa thơm này, cà rốt này, dưa leo này. Đây đủ cần nữa, cần tây. Cần nữa. Mày làm hai ly đây. Là nó rồi. Tôi thấy uống ngon đó hả? Không bỏ đường gì hết á. Mẹ và Yến xin cảm ơn cả nhà đã dành thời gian quý báu ra xem video của Yến nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.